Cưa vậy? Đâu mà đọc 12 con giáp cho con nghe coi bà ngoài. Trời ơi, con ngồi xuống tứ thế đi. Rồi. Đọc coi sáng sáng mới được. Rồi sáng rồi. Tuổi Tý con chuột ăn gạo tha lúa đem vào xuống hang. Dạ. Tuổi Sửu con trâu kình càng cày chưa đúng buổi mà mang cày về. Dạ. Tuổi Dần ông cọp chỉnh ghê ăn ngừ tha thịt đem về non cao. Dạ. Tuổi Mèo thì con mèo ngao heo vú heo vào ân dụng thành tinh. Dạ. Tuổi Thìn con dòng ở tại thiên đình cơ quan ấn võ ân mình trên mây. Dạ. Tuổi Tỵ con vắn cổ cây nằm phanh trong bụng chẳng hay điều gì. Dạ. Tuổi Ngọ ngựa ô đen xì ỷ mình sức mạnh xa gì đường xa. Dạ. Tuổi Mùi con dê có chà có sừng có gạt dâu dê bùm sùm. Dạ. Tuổi Thân con khỉ ở lùm chuyền qua chuyền lợi tới ùm xuống sông. Dạ. Tuổi Dậu con gà có lông có mỏ có mồng hay gáy o o. Dạ. Tuổi Tức thì con chó cò nằm không trong lò lũ mũi lọ lem. Dạ. Tuổi Hợi con heo ăn hèm ăn dồi nhốt lợi chẳng thèm đi đâu. Dạ. 12 con hết. Rồi rồi.